luôn nắm tay em như vậy nha. Đừng bỏ em đi như anh Kiên nha. Anh sẽ luôn ở bên hai mẹ con. Em bé của em mà. Em bé là của em. Em bé là món quà mà ông trời ban tặng cho em. Vậy em phải chịu khó ăn, ngoan để cho em bé khỏe nhá. Anh sẽ cố gắng đi làm thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền, sẽ mua thật nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho em bé. Chịu không? Ngày mai công việc của anh rất bận, khả năng là anh không về sớm được. Em ở nhà một mình có tự lo được không? Em tự lo được, tự nấu ăn được, không mở cửa cho người lạ. Ngoan lắm. Nếu ông cần gì thì cứ qua nhà bác Thoan, bác Dũng nhé. Nhờ các bác ấy giúp. Anh đi nhớ về sớm nha. Em chờ anh. Ngày nào anh cũng mong xong việc sớm để chạy về với em đấy. Linh, em sao vậy? Tại đi làm về muộn quá đúng không? Anh xin lỗi. Nào đứng lên, đứng lên nào. Anh Kiên chết rồi đúng không? Vớ vẩn. Ai nói với em? Một chị đã nói với em là anh Kiên chết rồi. Anh lừa dối em. Anh gạt em. Anh Kiên chết rồi. Tại sao anh gạt em? Em bình tĩnh lại. Kiên đi làm nhiệm vụ sẽ về. Em bình tĩnh lại. Mọi người gạt em. Anh gạt em. Anh Kiên, em muốn gặp anh Kiên. Anh có sao không? Em phải tin anh. Kiên chưa chết, Kiên mới đang đi làm nhiệm vụ thôi. Kiên sẽ sớm về. Đã bao giờ anh nói dối em chưa? Hả? Em phải tin anh chứ. Sao lại đi tin người lạ? Hả? Em phải tin anh chứ. Ừ, đúng rồi. Anh Kiên sẽ nhanh về thôi. Đúng, Kiên sẽ sớm về thôi. Sẽ về thôi nha.
nhất cô đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô một lần nữa. Nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy. Lần này tôi không dọa đâu. Nếu cô còn đến gần vợ con tôi thì tôi sẽ giết cô. Tôi thề đấy. Linh ơi! Linh! Linh à! Em gái! Chị mua trái cây cho em này! Em mở cửa cho chị nhá! Anh Khang nói không mở cửa cho người lạ. Chị về đi! Không! Chị có phải người lạ đâu! Chị là bạn của Kiên mà! Chị nói thiệt không? Chị là bạn của Kiên đây. Linh, Khang là thằng đàn ông tồi tệ. Khang không muốn cho chị gặp em, bởi vì Khang muốn giấu chuyện của Kiên. Chuyện gì về anh Kiên vậy? Em mở cửa cho chị vào, rồi chị kể cho em nghe mọi chuyện nhá. Sao đây? Anh đẹp nói không mở cửa cho người lạ. Không được, chị về đi. Linh! Thôi được, em không cần mở cửa cho chị. Nhưng chị vẫn phải nói cho em biết sự thật là Kiên của em, anh ta chết rồi. Anh ta chết rồi. Chết gần một năm nay rồi. Mồ xanh cỏ rồi. Kiên chết rồi. Linh, nghe chị nói này. Kiên chết rồi. Máu mê, súng đạn đầy người. Chị nói thật. Không nè, anh chị còn sống. Kiên chết rồi. Anh nghe chị. Kiên chết rồi. Linh ơi. Linh. Linh. Kiên chết rồi. Kiên chết rồi. Kiên chết rồi. Chết rồi. Tất cả chết hết rồi. Chưa biết ai sẽ ra tay giết ai đâu. Mày cứ chống mắt chờ xem. Anh King. Lý, em sao vậy? Em mơ hả? Em thấy anh King. Máu. Nhiều máu lắm. Không sao, chỉ là ác mộng thôi. Kiên không sao. Kiên chỉ đi làm nhiệm vụ, sẽ sớm về thôi nhá. Anh Kiên sẽ sớm về với em mà. Ừ, đúng rồi. Sớm về sớm thôi. Ừ. Bây giờ em ngoan, ngủ đi. Ngày mai anh sẽ xin nghỉ một ngày. Đưa em đi đâu đó, hóng gió, thay đổi không khí nhá. Xong chưa em? Đi nhá. Không có hoa cỏ giấy.
Linh ơi! Em ơi! Đi đâu rồi nhỉ? Có khi nào qua như cô Thoan không? Cháu chào chú ạ. Chú Linh có qua bên này không ạ chú? Không cháu. Sao thế? Cái Linh nó chạy đi đâu à? Cháu tính đưa Linh đi chơi mà quay lại không thấy đâu. Cháu tưởng qua bên này chứ ạ. Thế cháu nó chạy quanh quẩn đâu đấy? Cháu tìm mấy nhà hàng xóm chưa? Vâng, để cháu đi tìm bây giờ. À, để chú đi cùng cháu. Đợi cô đi với. Em ơi, cho anh hỏi là cô thấy cô gái này qua đây không? Cảm ơn. Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi là cô thấy ai giống thế này qua đây không? À chị ơi, chị có thấy Linh đâu không? Em ơi, từ nãy giờ em có thấy Linh nó chạy qua đây không? Chị ơi, chị có thấy cái Linh nó chạy qua đây không? Không thấy đâu. Quay lại nhỉ. Nhung. Dạ. Con có thấy chị Linh ra đây không? Chị Linh không ạ, sao đấy mẹ? Khả nó đang đi tìm khắp nơi mà không thấy. Sáng ra mở mắt đã không thấy Linh đâu rồi. Đầu óc chị đã không được bình thường như thế, chị đi đâu được nhỉ? Thôi để mẹ chạy đi tìm xem sao. Vâng ạ. Tiếp đi em ơi. Tiếp đi. Chị ơi, em đang có việc gấp. Đầu thì em xả sạch rồi, chị về nhà chịu khó xế lại giúp em nhá. Lần tới đến em sẽ đắp mặt nạ free cho chị. Lần sau bù nhá. Dạ vâng, em cảm ơn. Em cho chị hỏi nhờ. Em có thấy có một cô gái ngoài 20 tuổi mà tóc đến ngang vai đi qua đây không? Cảm ơn nhá. Linh. Linh. Linh ơi, cháu. Cô xin lỗi, cô nhìn nhầm người. Không sao đâu. Cháu ơi, cho cô hỏi nhờ một lát. Cháu có thấy có một bạn ngoài 20 tuổi tóc dài như cháu thế này đi ngang qua đây không? Dạ không, cháu không thấy ai đâu ạ. Linh ơi, em về chưa? Linh. Alo, tôi nghe đây ạ. Chưa ạ. Tôi mới về đến nhà, vẫn chưa thấy cô ấy về. Phiền anh huy động lực lượng tìm giúp ạ. Tôi sợ có điều gì bất trắc. Vâng, cảm ơn anh. Thôi, anh cứ bình tĩnh. Mình cứ chờ thông tin bên công an đã. Có manh mối kiểu gì họ cũng báo mà. Em cũng đã nhờ tất cả hàng xóm quanh đây rồi. Có gì họ sẽ gọi mình. Tôi cứ có cảm giác bất an. Tim cứ nhoi nhoi. Vợ con tôi có vấn đề gì? Tôi chết mất. Tôi đã không ở bên cạnh họ. Chị Linh ở hiền, chắc sẽ gặp lành thôi anh ạ. Anh, em cũng đã nhờ một vài đứa bạn, hy vọng là sẽ tìm ra chị sớm nhất có thể. À Nhung. Dạ. Em có biết một địa điểm nào đó mà là kỷ niệm giữa Kiên với Linh không? Bao nhiêu năm tuổi thơ bọn họ bên nhau thì có nhiều nơi lắm. Với cả thực sự là bây giờ em đang rất là rối trí, em chưa thể nào mà nhớ ra được. Em cố gắng nhớ xem có một cái nơi nào mà giữa Kiên với Linh có thể là địa điểm hẹn hò hay là hẹn thề kiểu đó đó. Bây giờ em về em sẽ đi tìm quanh đây thêm một lần nữa. Nếu mà có nhớ ra gì thì em sẽ gọi cho anh nhá. Em để đây. Vâng, tôi nghe. Đúng rồi ạ. Sao ạ?
Vâng vâng, cảm ơn chị. Có tin tức gì của Linh hả? Trường ạ. Anh thông cảm, chúng tôi vào nhận diện người thân. Alo, anh nghe đây Nhung. Được, em chờ chút. Sao anh? Quay về khu tập thể đón Nhung đi cùng. Có vẻ như là Nhung đã nhớ ra nơi mà Linh có thể đến. Vâng, ok anh. Anh tới chưa? Anh đã quên là anh có hẹn với em hả anh Kiên? Linh, em có sợ độ cao không? Em thử nhắm mắt lại rồi em mở mắt ra, em sẽ thấy nơi đây như là nóc nhà của cả thế giới vậy đó. Em không có sợ độ cao. Đứng trên đây nãy giờ hả, chỉ thấy tinh thần rất thoải mái thôi à. Anh gọi đây là đỉnh hy vọng. Đỉnh hy vọng hả? Đúng vậy. Em cố gao điều gì em cứ nói ra, nó sẽ lan tỏa đi khắp nơi, bay theo chiều gió và trở thành hiện thực. Anh kể em nghe nè. Hôm trước anh lên đây, anh đã ước là mình sẽ đổi đại học, cũng như là anh và em sẽ mãi mãi chơi với nhau. Em thấy chưa, nó thành hiện thực rồi đó. Con nít con nôi mà bày đặt mãi mãi chơi với nhau. Anh biết mãi mãi là bao lâu không? Thì mãi mãi, mãi mãi là đợi trong tim đó đồ ngốc. Anh
Anh nghĩ sau này mình lớn lên có nhớ tới nhau á mà không gặp được á thì phải lên đỉnh hy vọng. Ở đây mình sẽ cảm nhận được là người kia cũng nghĩ tới mình. Vậy thì em lên đây hoài luôn á. Tại vì anh sắp đi học xa rồi, không còn ai đi chơi với em hết. Buồn lắm á. Buồn. Không được buồn. Em phải nhớ, lúc nào anh cũng nhớ tới em hết á. Mà sau này có dịp, anh sẽ về thăm em, chở em đi chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau lên đây. Đồng ý không? Chúc, em nhớ nha. Có nhớ đến nhau thì hãy lên đỉnh hy vọng. Anh đây. Người đi có biết em buồn trong ánh mắt quen, từng ký ức cứ thế chẳng thể nào quên. Dù em trong giấc mơ, dù em trong lãng xa, để em được nhớ về. Vậy là ước nguyện của em thành sự thật rồi. Anh đừng rời xa em nữa nhé. Anh luôn bên cạnh em mà. Em không cảm nhận được sao? Chưa có giây phút nào mà anh rời xa em hết. Em vẫn giữ bông hoa hồng giấy anh tặng nè. Anh nói đó là bùa bình an của em mà. Ngốc à. Trái tim ấm áp và thiện lành của em chính là bùa bình an màu nhiệm nhất. Giờ em không cần đến nó nữa. Ơ, Nhung ơi. Dạ. Em có chắc là chỗ này không đấy? Em cũng không nhớ rõ, nhưng mà có một lần em nghe lỏm được anh Kiên bảo với chị Linh là trước khi đi xa, khi nào nhớ đến nhau thì hãy lên đỉnh núi hy vọng thì sẽ gặp được nhau. Nhưng mà chị Linh đang mang bầu mà, làm sao leo lên đây được? Nhưng mà chúng ta đang tìm khắp nơi rồi, cứ phải thử xem sao. Đi đi anh. Ê, có sao không đó? Cẩn thận anh. Ôi, bỏng gần rồi anh ạ. Hơi à, cậu đỡ Nhung xuống xe trước đi, tôi lên một mình xem sao. Cố lên em. Đây anh cầm được. Cẩn thận. Linh ơi! Anh phải đi rồi. Nhưng em nhớ, em phải sống thật bình an và hạnh phúc. Anh không còn bên cạnh, nhưng anh sẽ luôn theo dõi em. Anh đây, anh đây.
không sao rồi. Hoa của em. Yên tâm, anh sẽ lấy hoa cho em. Em đã làm gì mà anh Kiên bỏ rơi em chứ? Em đã sai ở đâu? Không, em không làm gì sai cả. Linh ngoan mà, nhá. Em có biết mà, dù Kiên ở bất kể đâu trên thế gian này đều sẽ mong em hạnh phúc không? Kiên đã giao nhiệm vụ cho anh đấy, là anh phải ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em. Nếu anh mà là em buồn, là Kiên trách anh đấy. Như vậy thì tội cho anh lắm phải không? Ngoan, anh sẽ lấy hoa cho em nhé. Mình về nhá. Ngoan nào, ngoan nào. Kiên ơi, đã tìm được cái Linh rồi, con yên tâm nhá. Mẹ và mọi người sẽ thay con chăm sóc cho nó. Mẹ hứa đấy. Con ơi, dạ. Còn đau lắm không con? Con cũng đỡ rồi ạ. Nhưng mà kể ra cũng may, may mà con còn nhớ ra chỗ anh Kiên với cả chị Linh hay hẹn nhau bố mẹ. Giời Phật phù hộ, nó vẫn ổn là tốt rồi. Biết là như thế, nhưng mà con vẫn lo lắm. Bà Linh thì bà ấy đang bầu bì như thế, thi thoảng bà cứ làm cho quả như này mọi người lại thót hết cả tim lên ấy. Để ngày mai mẹ sang bên đấy thủ thỉ dặn dò chị Linh là phải nhẹ nhàng mới chịu nghe lời cơ. Quan tâm chị ấy thì đúng rồi, nhưng mà ấy, con gái của bố mẹ cũng cần được quan tâm đây này. Ê, đau quá. Hai thân già chúng tôi chỉ quan tâm khi nào phá được quả bom nổ chậm này thôi là đã tàn tạ sức lắm rồi. Bố mà này, bố mẹ bây giờ chỉ trông chờ vào mỗi mình con thôi đấy. Cố gắng noi gương anh mà sống cho tốt. Con nhớ rồi, nhưng mà mẹ phải hứa với con với cả bố là không được khóc nữa đâu đấy, để cho anh Kiên còn được thanh thản. Chỉ cầu mong thằng Kiên nó phù hộ độ trì cho nhà mình khỏe mạnh, công việc của con được tốt hơn, rồi cái Linh mau bình phục nữa, mẹ tròn con vuông. Em biết là anh nghe thấy mẹ nói gì đúng không? Em ấy, sau này làm gì phải nghĩ cả cho con. Em mệt thì em bé cũng mệt. Em sai rồi, không được để anh Đẹp lo lắng. Từ hôm sau, nếu hôm nào anh về muộn, anh sẽ gửi em về cho bác Toan và chú Nhung. Chứ để em một mình ở nhà, anh cũng không yên tâm. Sao không chết đi cho khuất mắt tao? Cứ vui đi, tao sẽ cho chúng mày khóc ngủ mắt. Hiện tại thai của em được 29 tuần. So với tuổi thai thì bé hơn một chút, cần ăn uống nhiều hơn. Chẳng phải mơ.
chẳng thể tiếc nuối, chẳng thể đau đớn, chẳng thể nào níu tay anh ở lại. Mùa hoa năm ấy anh chờ em góc phố xưa, lời nói đó, vòng tay đó ta đã từng. Người đi có biết em buồn trong ánh mắt quen, từng ký ức cứ thế chẳng thể nào quên. Dù em trong giấc mơ, dù em trong lãng xa, để em được nhớ về chiếc con vội vã chào. Dù em trong giấc mơ, chỉ mong khoảnh khắc thôi khiến em chợt nhớ về phút giây còn nhau. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.